đó, 100% khách mua xe đều có nhu cầu cơi thùng. Chúng tôi gặp Dũng, công ty cổ phần ở Long Biên, Hà Nội. Người này giới thiệu xe Ben khổ vồ 3 chân, 4 chân. Xe được quảng cáo có khả năng chịu quá tải tốt. Dũng mét một nó rơi khoảng 19 khối, 4 chân, 19 khối. Các nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong khi xe Ben 3 chân thích hợp với những cung đường xấu, nhiều đèo dốc, đi mỏ, thì mình đăng kiểm xong rồi mình làm hay là như thế nào? Ô, đăng kiểm xong làm kiểm như xong cho anh. Vâng. Thế sau này ví dụ như đến lượt đăng kiểm thì mình lại thế thì có hai điểm. Có hai trường hợp là bây giờ cái này nó sẽ bắt bu lông. Có hai trường hợp là anh sẽ tháo ra để đăng kiểm. Hai là mình có thể nhét cái thùng này mình thay cái thùng khác vào để mình có đăng kiểm. Có hai có một cách nữa là chẳng hạn như mà mình đăng kiểm này này, nó vào cũng đập mà nó dễ thì hay bị xuống cái thùng đấy đi tháo được. Đấy thì mất tầm 4 triệu. À. Vâng. Để nguyên thùng đi tháng. Chi cho bên đăng kiểm. Chi cho bên gọi là mua đăng kiểm với trung tâm lấy môi giới. Đấy. Nhưng vừa rồi em nó căng các nơi nó căng thì nguyên chưa căng thì là tháng được. Nhưng bây giờ thì từ cái vụ mà lật xe đấy là bắt đầu nó làm hẳn. Nhưng mà cơ chắc thì vẫn tháng được. Đấy. Bất cỡ như vậy là nó ăn tiền nó vẫn tháng được. Còn đâu nếu mà trường hợp thứ hai là cẩu thùng. Và trường hợp thứ ba là bắt ốc hết tháo ra nhưng là nó thì em phản ứng ngay không thể không đăng kiểm được. Tại vì là cái của mình không thay đổi gì cái thùng này. Còn nếu mà ở Hưng Yên đây hay là trạm ở đây có hai cái trạm, một trạm Mỹ Hà là 8901 và 8905D. Tiến của Hậu ở Hưng Yên, gọi điện ra trung tâm đăng kiểm, nói tên anh ta thì mọi việc đều dễ dàng, trơn tru. Đăng kiểm vào đợt dễ, để nguyên thùng đi khám, chi cho môi giới 4 triệu. Sau vụ tai nạn xe Ben lật thùng ở Hòa Bình, làm 3 người tử vong, các nơi làm căng, nhưng Hưng Yên chưa căng thì vẫn để nguyên thùng đi đăng kiểm. Họ nhận tiền nên vẫn khám được, Hậu nói. Mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 3, phía sau hung thần xa lộ là đồi núi bị băm nát. 4 người tử vong trong vụ sạt lở đất.